Trời ơi, lên tí nào luôn á. Ồ, nó cãi cấp 10 chứ mày là cấp bò 7 nữa. Nó đắng bà cố luôn. Mì cay và đắng siêu cấp độ 7. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Và thử thách hôm nay của chúng ta đó là thử thách mì cay và đắng siêu cấp độ 7. Tụi mình sẽ bốc thăm nha. Xong rồi sau đó ai bốc được mì nào thì ăn mì đó. Ví dụ như bác sĩ em sẽ bốc được siêu đắng thì sẽ ăn siêu đắng, hoặc là bốc được siêu cay thì ăn siêu cay. Mình sẽ pha hai gói mì và chế cà phê vô. Cà phê này là cà phê đen nha, cực kỳ đắng luôn nha. Còn gói bên kia thì mình sẽ cho một nắm ớt vô để mình ăn, mình trải nghiệm mì cay và mì đắng nó sẽ như thế nào. Để mang tính công bằng, không có sự sắp xếp ở đây, thì mình sẽ nhờ các bạn camera viết dùng hai lá thăm. Hai lá tên đi. Hai lá tên nào? Chọn lấy. Lấy đi. Trời ơi. Lá này của anh. Nặng nặng này nặng. Ê, ê quá, siêu đắng. Ngon. Vô cay mà phải mừng nữa đó. Ok. Ok bạn, các bạn thông cảm, mình đang cay không có được. Ok, và bây giờ mình sẽ cắt mì ra. Và mình cũng nói trước các bạn nha, nãy mình ăn cơm rồi, cái này là clip mình làm trải nghiệm cho nên là mình không ăn hết hai cái mì đâu. Nhưng mà để cái thử thách cái cay và đắng, chủ yếu là mình trọng tâm của mình là trọng tâm là cay và đắng chứ không phải là ăn ít ăn nhiều, cho nên là tụi mình sẽ pha một gói mì trước rồi chia đôi ra rồi bắt đầu mình mới cho cay đắng vô nha. Okay. Và như nãy là bạn bác sĩ em bạn bốc được mì siêu cay, còn mình bốc được mì siêu đắng. Thì bây giờ mình đã cắt sẵn ớt đây nè, còn mì siêu đắng thì lát mình sẽ đổ cà phê vô nha. Cà phê siêu đắng luôn nè. Đây là cà phê siêu đắng đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô ha. Nước của bạn bác sĩ em bây giờ nóng. Đó, ôi nhiều thế. Rồi ok, và của mình bây giờ là siêu cay nha. À, siêu đắng lộn, xin lỗi các bạn. Đây là cà phê nè. Này cấp độ 10 với cấp độ 7 vậy anh Cường. Rồi ok, và đợi mì nở, các bạn đợi chút xíu mì nở. Siêu cay các bạn. Mình sẽ ăn nha. Mình tạm thời mình cất hai cái ly xuống bên dưới đi. Ok các bạn, và bây giờ mì tụi mình đã nở ra hết rồi nha. À, chín rồi đó. Bây giờ tụi mình bắt đầu ăn thôi. Ôi, thấy nó hẹn nữa rồi. Rồi ok. Mời bạn Quân. Đối với mình cái này thì dễ rồi. Ôi, còn bạn mới bên nước ăn mà. Ăn ớt nhiều vô nha bác sĩ em. Trời ơi, lên tí nào luôn á. Trời ơi, nó cãi cấp 10 chứ mày là cấp bò 7 nữa. Mà lại có bao nhiêu chiếc ớt vậy? 20-30 trái gì á. Mình uống bắt trước. Mình uống bắt trước bác sĩ em ra uống miếng nước thử coi. Nó đắng bà cố luôn. Rồi bắt đầu. Ồ, nó cay. Mì gì đâu đen như cứu chó. Anh đi mẹ, anh ớt mà mày cười mày sặc đấy. Bạn ớt rồi. Cay lắm bạn ơi. Trời, cấp độ 10 với cấp độ 7 gì vậy? Cấp độ vũ trụ luôn á. Ớt hiểm mà ớt anh thấy của. Cay quá. Sao anh Cường? Mì tương đen của anh Cường. Mì tương đen hả anh Cường, của Hàn Quốc á. Đen đó. Phiên bản Việt Nam. Đây là mì tương đen phiên bản Việt Nam nha các bạn. Đó có bà cố luôn. Trời. Nó vã mồ hôi. 20-30 ớt, trái ớt trời ơi. Nhắm bao tử chịu nổi không? Các anh xăm tôm này phải đi khám bao tử lại lắm. Mày cho tao thử miếng rồi. Nước á, ăn luôn, ăn thử nước lên. Thấp nước anh Cường. Không, anh phải ăn thử nước mới được. Mì cái cây nào để thôi má, tao sợ cay lắm. Ăn cái nước đó, nó cay.
nước đó nè. Cho em mới thử rồi. Nó nóng hai đầu lưỡi không? Ừ. Vị thôi nha, không có nước đâu nha. Nước luôn mới biết chân. Cảm giác chứ. Rồi chơi là ấy luôn. Nhiều vô. Giống mì tương đen của Hàn Quốc á. Mà phiên bản Việt Nam. Khó ăn gì đó. Khó mới gọi là thử thách. Còn gà thì đâu gọi là thử thách nữa. Bên kia cay cũng khó ăn mà bên này nó nói chung là cảm nhận hai cái đều khó ăn. Nhưng mà cực kỳ. Mỗi cái khó một khác nhau. Nhưng mà tao có thể chịu được đắng chứ không chịu được cay. Cay đó nóng ăn không nổi đâu. Sẵn mình đang đau bao tử rồi. Khó trôi mình. Khó trôi ớt rồi. Anh hết không? Hết nha. Để luôn mà không ăn hết nữa đâu nha. À ơi. Ôi mồ hôi. Ôi bả. Ôi. Hay lắm. Hút nước anh Cường. Hút hết nước nha. Không. Hút nước hút gì nổi. Trời thử thách mà. Thì lớn anh Cường. Ở ngoài tiệm mình ăn mì cay, mình ăn mì không chứ ai ăn nước. Mình chẳng qua trải nghiệm thôi chứ đâu phải là cuộc thi đâu. Sao không ăn em nóng lên á. Chưa đâu. Ăn xong cái mỏ mà nó sưng chù chù. Chiều nay mỏ mà nó sưng chù chù luôn. Mồ hôi cha, mồ hôi con nó đổ như là nước, như là suối vậy. Ồ, anh Cường hay quá. Sắp hết rồi. Còn anh Nên này. Hết nước rồi. Nên này mì còn mà ớt còn nhiều thế. Thôi, các bạn không ăn ớt nổi. Ăn ớt vô. Mồ hôi ớt bên này. Thấy sao anh Cường? Thông thường thì người ta ăn uống là để cảm nhận những cái ngon, để thỏa mãn những cái kiểu như là cái sự đói hay là sự thèm thuồng, sự thèm khát gì đó. Nhưng mà mình đây là mình phải ép buộc cơ thể ăn trong cái sự khó chịu. Cố gắng nhất để ăn, mà thấy không? Bình thường mà mình ăn mì mà cảm giác là nếu mà có loại mì nào ngon á, nhai mình nuốt cái tuốt trong, cảm giác rất là ngon. Nhưng mà bây giờ miếng mì nãy giờ mình nhai mà vẫn còn nguyên y nguyên trong miệng. Anh Liên là cảm giác như thế nào? Đỏ hết mồ hôi nè. Ăn ớt đi. Ăn miếng ớt đi. Nên mà ăn nửa gói. Làm gói ăn cũng hết. Miếng ớt nha. Cho fan lay các bạn. Fan lay. Wow. Một tràng pháo tay dành cho bạn Sang, bạn bác sĩ em. Ăn xong tô này là chở đi xúc bao tử. Cay quá. Chịu hết nổi. Mình có phép các bạn uống nước, hút nước với lại ăn ớt đâu. Rồi. Bạn ăn như ngoài quán á, ngoài quán bạn ăn sao là bây giờ bạn ăn vậy. Chị ơi nội bạn ạ. Cay kinh khủng. Hết luôn. Mì còn ớt. Mà cay kinh khủng luôn. Anh Cường hết mì, còn nước. Hút miếng nước đi anh Cường. Nước đi anh trải nghiệm đi chứ. Thì anh mì không à? Nghỉ hút rồi. Mì còn nhóc ở trong miệng rồi. Trải nghiệm anh nha. Cảm giác anh sau khi anh mì tương đen trên bàn Hàn Quốc như thế nào anh Cường? Trên bàn Việt Nam chứ? Rất là đắng. À, mì với cà phê trộn lại nó như thế nào? Mì với cà phê trộn lại thì nó cho mình một cái cảm giác gì đó rất là lạ. Tức là bây giờ nói sao để diễn tả được, nhưng mà xin lỗi là nói với các bạn là đờ mờ đéo ăn được. Rồi thanh niên này siêu cay. Bạn thấy đầu cổ người mình là thấy là sao? Chạy mồ hôi hết rồi. Hai cái môi của mình nó đỏ và bao tử mình nó sôi như là nước sôi 100 độ. Không, cái món mì cay thì quá quen thuộc với các bạn trẻ rồi. Mì đắng thì các bạn chưa thấy phải không? Nhưng mà này nó cấp độ vũ trụ. Đúng rồi. Trời ơi, nó cay đến nỗi mà bàn thờ luôn đó. Nếu các bạn không nổi. Muốn thử mì đắng thì cứ thử thôi. Cái này mình nghĩ là chắc cũng an toàn thôi chứ không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu. Nhưng mà tốt nhất các bạn là ăn mì chứ đừng nên là uống nước. Và có lẽ là một cái trải nghiệm vui của anh em tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Và video của mình cũng xin được dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Nếu các bạn thấy vui, thấy hay, thấy có gì là lạ thì các
bạn cứ like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình để mình có một cái động lực làm video mới. Bye bye, bye.